Tiểu sử ca sĩ Bolero Châu Giang. Châu Giang tên thật là Hồng Mừng, cô được sinh ra và lớn lên tại tỉnh Nam Định, nước Việt Nam. Ít ai biết rằng, một Châu Giang xinh đẹp đứng trên sân khấu nhiều ánh đèn, với giọng hát truyền cảm gửi tới người nghe lại từng vất vả mưu sinh, một mình kiên cường đến với nghiệp ca hát. Trong chương trình Thần Tượng Bolero 2018, cái tên Châu Giang có lẽ đã gây được nhiều sự chú ý cũng như cảm tình nơi khán giả khi cô được vào đội của huấn luyện viên Ngọc Sơn. Bởi cô gái này đến từ Hà Nội nhưng lại sở hữu chất giọng bolero Nam Bộ ngọt ngào, mượt mà thể hiện trong từng câu hát và phong cách trình diễn. Thế nhưng ít ai biết được, để đứng được trên sân khấu cũng như để theo đuổi được ước mơ hát bolero tới cùng, cô gái trẻ đã phải trải qua nhiều thăng trầm vất vả. Châu Giang thực ra sinh ra và lớn lên ở mảnh đất nghèo Nam Định. Cô gái sinh năm 1994 này từ nhỏ đã mồ côi cha và từ sớm đã lăn ra bươn trải kiếm sống để phụ giúp mẹ mình. Từ những năm cấp 2, cô gái nhỏ phải đi gặt thuê ngoài những giờ đến trường. Khi lớn hơn một chút, Châu Giang nhận làm đủ thứ việc vặt như bán trà đá, nước ép hoa quả, bánh mì, vân vân, để kiếm thêm tiền trang trải học phí. Hoàn cảnh vất vả rèn giũa nên một Châu Giang kiên cường và cứng rắn hơn nhiều người. Năm cấp 3, nhiều người khuyên ngăn cô nên liệu cơm gắp mắm thi vào trường phổ thông bình thường. Vậy nhưng Châu Giang quyết thi vào trường chuẩn của tỉnh. Kết quả là cô vẫn đậu với số điểm cao hơn hẳn điểm sàn vào trường. Sau này, cũng với tính cách đó, Châu Giang quyết định thi vào trường sân khấu điện ảnh Hà Nội, khoa kịch hát dân tộc khi mà chỉ tiêu cả nước chỉ lấy có 11 người. Châu Giang tâm sự, nếu không có đủ nghị lực và quyết tâm thì có lẽ cô cũng không có đủ tiền để học cấp 3. Nhưng vì sự ham học cũng như lòng đam mê âm nhạc nhen nhóm, cô cố gắng từng chút một. Tự kiếm tiền học phí những năm cấp 3, tham gia các hoạt động văn nghệ, tìm kiếm học bổng và lo liệu cả việc thi đại học quan trọng nhất của mình. Sinh ra trong gia đình kém may mắn hơn bạn bè đồng trang lứa, Châu Giang cũng không có một chỗ dựa nào ngoài bản thân mình khi theo đuổi niềm đam mê hát nhạc bolero. Nhưng để biết mình thích gì và theo đuổi được điều gì, Châu Giang cũng phải đi một quãng đường khá xa. Cô đam mê nghệ thuật từ nhỏ, đặc biệt là bộ môn cải lương nên quyết tâm thi vào Đại học Sân khấu Điện ảnh. Khi đó, Châu Giang có thể linh hoạt hát được cải lương, bolero và cả dân ca. Sau khi ra trường, Châu Giang tham gia vào nhà hát cải lương Hà Nội và cũng được ưu ái trong những vai diễn chính. Sau 2 năm trụ ở đoàn, vì hoàn cảnh gia đình mà Châu Giang đành phải nghỉ đoàn để đi làm thêm. Châu Giang nhớ lại khoảng thời gian cô bắt đầu với những lần đi xe buýt đi diễn và cát xê cầm tay chỉ vỏn vẹn 50.000 đồng. Vậy mà ngày tháng đó, tình yêu dành cho nghệ thuật vẫn khiến Châu Giang thấy vui. Không chỗ dựa dẫm, chẳng có nhiều người chỉ dạy, có khi bị bầu sâu cắt nửa tiền nhưng Châu Giang vẫn vui vẻ nhận và đi làm. Những địa điểm xa 50 đến 60 km, cô cũng không quản ngại mưa gió hay khói bụi dù tiền cũng chỉ vài 300.000. Có lẽ những ngày tháng khó khăn vất vả đó, cộng với cuộc sống không thuận lợi về gia đình, tình cảm mà giọng hát của Châu Giang khá phù hợp với bolero, dòng nhạc đòi hỏi tính tự sự tâm tình cảm người thể hiện. Những nét buồn, chất tự sự tình cảm về cuộc sống và phận người được Châu Giang truyền tải khá tròn vẹn trong mỗi câu hát, dễ đi vào lòng người nghe. Đến mùa thứ 3 của chương trình Thần Tượng Bolero, Châu Giang mới dám đăng ký dự thi vì muốn thử xem sức của mình tới đâu. Cách thể hiện và giọng hát của cô đã khiến ca sĩ Ngọc Sơn phá lệ, bỏ qua việc hát sai nhịp mà bấm chọn cô gái trẻ. Cũng có thể nói, cuộc thi và sự động viên của danh ca Giao Linh, Ngọc Sơn đã khiến Châu Giang tự tin hơn và có quyết tâm hơn để theo đuổi dòng nhạc bolero. Châu Giang được lợi thế là có gương mặt sáng sân khấu, lối hát bolero ngọt ngào, lên xuống và luyến láy khá tròn trịa. Vì vậy mà cô cũng nhanh chóng tạo được ấn tượng và có chỗ đứng nhất định trong lòng người nghe nhạc. Cô còn có cơ hội đứng chung sân khấu với những nghệ sĩ gạo cội trong làng bolero như ca sĩ Ngọc Sơn, Chế Linh, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Hoài Linh, đều là những người mà Châu Giang yêu mến và ngưỡng mộ. Bản thân Châu Giang tự nhận mình là người rất điên nghề.
toàn bộ số tiền đi diễn cô đều đầu tư vào việc làm MV. Cũng vẫn có người can ngăn rằng chờ người tài trợ hay nâng đỡ. Nhưng Châu Giang vẫn cứng đầu và tự lập giống hệt ngày nào. Một phần tình yêu dành cho Bolero có lẽ đã trở thành đam mê và niềm vui khó bỏ với cô gái trẻ. Ngọc nữ Bolero quan niệm con đường làm nghề của mình có chậm nhưng sẽ chắc chắn. Cô tin vào việc đi lên bằng tài năng và sự cố gắng chứ không phải cách dùng chiêu trò hoặc nương theo phong trào. Có lẽ một phần vì cuộc sống vất vả nên lời ca tiếng hát của Châu Giang nhiều chất tự sự, như nỗi lòng chất chứa của mình cũng gửi gắm vào ca khúc đó. Châu Giang chia sẻ về sự gắn kết của mình với nhạc Bolero. Tương lai, Châu Giang mong muốn mình có thể vững chãi hơn nữa trên con đường âm nhạc. Đến gần hơn với khán giả yêu nhạc và nhất là khiến người mẹ của cô tự hào. Sau cuộc thi, Châu Giang miệt mài làm việc nghiêm túc và chờ ra mắt những sản phẩm âm nhạc mới. Không phụ sự chờ mong của những người yêu mến mình, những ca khúc được Châu Giang thể hiện như Tâm sự với anh, Người tình không đến, Ngày xưa anh nói, Ngại ngùng, vân vân.